Xin chào mọi người đầu năm mới nha. Mọi người có bao giờ mà dự đại lễ vía Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài ở Tây Ninh chưa? Đầu năm nay thì Quỷ có một cái cơ hội hết sức là may mắn khi được tham dự cái lễ hội này, vừa trang nghiêm vừa vui nhộn mà có rất là nhiều những cái hình ảnh ấn tượng. Và bây giờ hãy cùng Quỷ khám phá lễ hội này nha. Hàng năm á, cứ vào ngày mùng 8 tháng Giêng thì ở tại cái khu vực nội ô của tòa thánh, thị xã Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh sẽ diễn ra cái đại lễ vía Đức Chí Tôn. Đây là một trong hai cái lễ hội lớn nhất ở trong năm, chỉ có sau đại lễ hội yến Du Trì Cung thôi đó. Cái đại lễ thường niên này là nhằm ôn lại những cái truyền thống, nhắc nhở những cái tín đồ của đạo Cao Đài và những cái người dân ở trong cái vùng đạo phải luôn luôn nhớ ơn các cái đấng sinh thành nè, rồi bày tỏ cái lòng sùng kính đối với lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng như là cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và nhà nhà được ấm no hạnh phúc. Năm nay vì dịch bệnh nên các tín đồ ở nước ngoài và ở các cái tỉnh khác cũng không có về tham dự được. Bởi vậy nên cái số lượng thì cũng có giảm đi một chút. Lần đầu Quỷ tham dự nên háo hức lắm, cố gắng tới sớm để kiếm một cái vị trí thật là tốt. Đang loay hoay ngơ ngơ cái tự nhiên thấy trống chiêng rộn rã, xong đoàn người rước ra luôn. Quỷ không phải là người ở trong họ đạo nên cũng không hiểu các cái đoàn rước là có ý nghĩa gì, nhưng mà mình nhìn vô thì mình thấy nó rất là rực rỡ và rất là hấp dẫn luôn. Đến khi mà múa Long Mã Tứ Linh thì cái khúc này rất là mê nha. Có một cái màn trình diễn rất là hấp dẫn nhưng mà Quỷ không có biết ý nghĩa là gì nha, là có cái anh đứng ở giữa canh thổi lửa phục lên, thế là bốn con long lân quy phục cùng nhau vô, xong rồi nhảy tung lên đó, xong rồi trình diễn mấy lần như vậy luôn, nhìn hấp dẫn lắm. Đến lúc mà Rồng Nhan xuất hiện thì đây mới thật sự là tiết mục đỉnh nhất của đêm. Theo như Quỷ thấy thì gần tới 100 người mới có thể điều khiển được Rồng Nhan, mà họ múa rất là uyển chuyển. Và ấn tượng nhất là cái lúc mà rồng phun lửa, trời ơi nhìn nó cực kỳ là sống động và cực kỳ là hấp dẫn luôn. Đầu tiên thì Rồng Nhan sẽ múa khoảng chừng 10 phút ở trước sân chánh điện, sau đó thì sẽ đi hết một vòng, rồi sợ là mọi người coi chưa đã hay sao á, phải quay lại để múa thêm vòng nữa. Năm nay thì lỡ mất tiêu rồi, sang năm mọi người nhớ thu xếp lên Tây Ninh một lần và tham dự cái lễ hội vía Đức Chí Tôn nha. Bye bye mọi người.